Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình làm một cái video về ăn thưởng thức món dưa siêu ngọt, dưa lê siêu ngọt ở vùng quê nhà mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn. Đây là một cái đĩa dưa mình vừa về quê xong mà mình mới mang xuống đây và thưởng thức. Mời cả nhà cùng thưởng thức cùng với mình nhé. Ở đây là dưa siêu ngọt, nên là quê mình trồng dưa siêu ngọt. Quê mình ở trên tận Bắc Giang, nó rất chi là ngọt các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức. Thử thách là của mình là sẽ phải ăn hết cái đĩa dưa này. Xin mời các bạn nhé. Dưa xanh siêu ngọt ăn rất tuyệt vời các bạn ạ. Ăn cái hột này của nó rất ngọt, cái ruột rất ngọt, là cái cùi của nó được chín rồi rất thơm, đâu có người không đã thơm rồi, rất tuyệt. Dưa của trên mình là dưa siêu sạch, tại vì trên này người ta không mấy khi người ta bơm thuốc trừ sâu các bạn ạ. Có nhiều nhiều bạn lên quê mình thích dưa này, có thể liền một lúc có thể là các bạn ấy ăn hết hẳn 1 kg luôn các bạn ạ. Nhưng mình đây chắc mình chỉ ăn được hết nửa kg thôi. Rất ngon. Rất chìa ngon các bạn. Mình mới ăn được có chục miếng, đã thấy cảm thấy là nó cũng hơi nhiều các bạn. Rất tuyệt. Rất ngọt các bạn. Mặc dù là dưa cuối vụ nhưng mà thực ra là nó còn vẫn rất chi là ngọt. Các bạn mà có dịp đi qua chỗ khu Lục Lam Đồi Ngô nhà mình ấy, thì các bạn nên thưởng thức cái món dưa siêu ngọt này, tại vì là nó rất chia tuyệt vời, vừa ngọt vừa thơm. Rất tuyệt vời.
ai mà muốn ăn dưa siêu ngọt thì có thể liên hệ với mình, sau mình sẽ cung cấp cho các bạn, có thể inbox cái comment ở phần phía dưới video cho mình nhé. Thực ra là trái dưa này là trồng cũng rất kỳ công đấy các bạn. Đầu tiên thì mình bắt đầu trồng từ cây, gieo hạt, xong nó thành cây con xong tiếp theo đó là mình phải vun trồng, bón, xới, rồi khi mà nó tốt ra hoa mình phải bấm cái ngọn của nó này, sau tiếp theo đến là mình khi mà nó đậu quả rồi thì mình lại phải khi có hoa đậu quả rồi mình lại phải chăm sóc nó, và mình phải kê những cái tấm xốp ở bên dưới để cho nó đỡ bị dám ở dưới đáy được quả ấy. Thì sâu bọ nó mới không ăn được, thì cái quả của mình nó mới ngon và đảm bảo là không bị xuất sát các bạn. Rất ngon. Mỗi lần về quê mình rất thích ăn những cái món dưa này các bạn, tại vì nó thơm lắm. Nó ngon. Những cái miếng to như này ấy, thì là có rất nhiều bột nên là mình ăn những cái miếng to này là cảm giác rất rất khoái các bạn ạ. Các bạn thấy không, một đĩa lúc đầu đĩa nhiều như vậy nhưng mình ăn đã gần hết rồi các bạn, chỉ còn 2 miếng thôi là mình vẫn thích ăn tiếp. Quá tuyệt luôn.
Dưa này là hôm qua mình về mình tự ra ruộng mình cắt đây các bạn, ăn rất ngon. Và đây là còn một miếng cuối cùng. Thưởng thức mùi vị thơm của nó trước khi mình ăn nó. Rất ngon, rất thơm. Quá ngọt. Cái đoạn này rất là thơm, tuyệt vời các bạn ạ. Vừa rồi mình đã thưởng thức hết một cái đĩa dưa siêu to khổng lồ. Nếu các bạn mà thấy cái video của mình hay thì hãy like, đăng ký kênh cho mình và chia sẻ video này của mình đến các bạn bè của các bạn cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.